Hello, chào tất cả quý bà con đã đến với cơ sở Hoa Kiển Hùng Thi nha. Hôm nay cơ sở Hoa Kiển Hùng Thi review cho quý anh chị xem cái mét cỏ nhung nhật, một cái lô rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Và lô này còn phải vài ngàn mét nữa thôi, nhưng mà lô này rất là đẹp luôn. Đó, quý anh chị cần những cái lô cỏ số lượng nhiều như thế này, nhấc máy alo Hùng Thi luôn nha. Giá lại cực kỳ yêu thương và cạnh tranh trong thời điểm này luôn nha quý anh chị. Đây đây rồi, đây là những cái mét cỏ nhung nhật xanh ươm đúng ngày tuổi đem review cho quý anh chị xem. Đó, rất là tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Trời ơi, mặt đồ cỏ rất là đẹp luôn nha. Đó, rất là tuyệt vời luôn nha. Thì bên em còn cái lô cỏ này vài ngàn mét nữa thôi, quý anh chị nhấc máy alo lấy ngay trong ngày hôm nay với giá cực kỳ yêu thương luôn nha quý anh chị. Đó, alo Hùng Thi qua số hotline 0918708965. Thì Hoa Kiển Hùng Thi của bên em là tổng đại lý nhận cung cấp những mét cỏ nhung nhật xanh ươm đúng ngày tuổi. Như trước màn hình chúng ta đây là cỏ nhung nhật sa đéc nè quý anh chị. Đó, ngoài ra bên em còn cung cấp cỏ lá gừng ta, cỏ lá gừng thái, cỏ xuyến chi, cỏ đậu phộng, vân vân, rất nhiều những mặt hàng luôn nha. Đây đây, những cái mét cỏ nhung nhật xanh ươm đúng ngày tuổi. Bên em giao hàng dự án mấy chục ngàn mét vuông. Đó, rồi còn lô này sắp sửa và có những cái lô mới nữa. Như lô này hôm nay quý anh chị nhấc máy alo thì giá nó lại cực kỳ rất là yêu thương luôn nha. Qua số hotline 0918708965 luôn. Đây đây, ai mà đang thi công cần trang trí sân vườn villa biệt thự cứ nhấc máy alo Hùng Thi luôn nha. Qua số hotline quen thuộc 0918708965. Đó, quý anh chị đang xem trên kênh Hoa Kiển Hùng Thi trên fanpage. Ngoài kênh này bên em còn có kênh Hoa Kiển Hùng Thi trên vlog, trên YouTube nha quý anh chị. Hoa Kiển Hùng Thi vlog chỉ thi y dài. Trên đây còn hàng ngàn những video rực rỡ về nhóm các cái công trình lớn, nhóm cây công trình có hoa, cây xanh bốn mát, cây xanh đô thị. Tất cả những mặt hàng rực rỡ đa sắc màu tại làng hoa Sa Đéc luôn nha quý anh chị. Đây nè, những mét cỏ nhung nhật xanh ươm đúng ngày tuổi như thế này luôn nè. Đây đây, rất là tuyệt vời luôn. Bên Hoa Kiển Hùng Thi, bên em nhận tư vấn từ xa các thiết kế về cái villa biệt thự và hỗ trợ quý anh chị từ xa về cách thi công các dự án từ nhỏ tới lớn, trang trí khuôn viên sân vườn nhà biệt thự cho mình luôn nha quý anh chị ơi. Đó, cỏ đang rất là đẹp, xanh ươm đúng ngày tuổi luôn nè. Đó, nhấc máy alo Hùng Thi ngay, ở bên em sẽ đậu bứng bứng ngay cho quý vị luôn nha. Đó, thì khi đưa số lượng càng nhiều thì giá lại cực kỳ yêu thương luôn nha quý anh chị. Đó, lô đang rất là đẹp luôn nè. Đó, quý chị alo qua số lại 0918708965 sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn báo giá và hỗ trợ cho quý anh chị luôn nha. Nhanh tay lên cho các anh chị em nào mình đi công trình villa biệt thự trang trí nha quý anh chị. Đó, cỏ này giá rất là yêu thương luôn. Trong thời điểm này thì mình có một cái mật độ cỏ dày đẹp như thế này. Tuy trời mưa nhưng là chất lượng tại thời điểm này cỏ mật độ cỏ đang rất là dày và đẹp luôn nha. Cái lô cỏ này đèn rất là đẹp. Đó, thì trong ngày hôm nay quý anh chị nhấc máy alo Hùng Thi, bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn báo giá hỗ trợ liền cho mình. Thì shop Hoa Kiển Hùng Thi của chúng em trực thuộc công ty Hoa Kiển Ngân Cường, trực thuộc khu du lịch Mỹ Phường, Happyland Hùng Thi, đạt kinh doanh trên 15 năm. Nên quý anh chị cứ an tâm đặt hàng qua Hùng Thi qua số hotline quen thuộc 0918708965 luôn nha. Đây đây, rất là đẹp luôn. Cỏ này mình đem về trang trí sân vườn villa biệt thự, trang trí những tiểu cảnh sẽ nó sẽ làm nên những cái sự vẻ đẹp và đẳng cấp cho ngôi nhà của mình luôn nha quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Em đang trời mưa như em lắc nhắc như em vẫn quay cho quý anh chị xem những cái mét cỏ nhung nhật, tại vì nó quá đẹp quý anh chị ơi, quá đẹp luôn. Đó, quý anh chị bà con cô bác nào đang thi công, quý anh chị bà con cô bác nào thực hiện công trình cứ nhấc máy alo Hùng Thi nha. Cỏ này rất là đẹp luôn. 0918708965. Đó, mình đem cỏ về mình trang trí sân vườn villa biệt thự, kết hợp những cái cây công trình nhỏ có hoa như là huỳnh anh vàng, huỳnh anh đỏ, tuyết sơn vi hồ, hoa hồng các loại, đông hồ vàng, đông hồ trắng, vân vân, mặt hàng thì nó sẽ tạo nên những cảnh rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Đó, hoặc chúng ta có thể mua những giống dừa sim lùng về mình trang trí như thế này. Đây, nó đẹp nha quý anh chị. Trái dừa rất tuyệt vời. Mình mua những cái dừa sim lùng gì trang trí tạo cảnh quan rất tuyệt vời luôn nha. Thì Hoa Kiển Hùng Thi bên em nhận cung cấp tất cả những mặt hàng về trang trí sân vườn villa biệt thự. Và nếu quý anh chị muốn trang trí từng cái góc quán cà phê theo cái phong cách như thế nào, theo nhóm cây như thế nào, cứ alo Hùng Thi, bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn từ xa để hỗ trợ quý anh chị
đặt để và chọn lựa những cái cây phù hợp với những cái mảng màu phù hợp với phong cách của mình nhất luôn nghe quý anh chị ơi, rất là đẹp luôn đó. Cỏ đang xanh ươm đúng ngày tuổi, và cái lô cỏ như thế này quý anh chị muốn sở hữu nhắc máy ngay, bên em sẽ sắp xếp đồ hành xe để giao cho quý chị đúng tiến độ luôn quý anh chị. Đó, lô cỏ Nhung Nhật Sa Đéc 0918 708 965 để sở hữu ngay cái lô cỏ rất tuyệt vời như thế này luôn nha quý anh chị. Cỏ mình đem về trang trí làm sân golf villa biệt thự rất là tuyệt vời luôn nha quý anh chị ơi. Bà con cô bác nào đang muốn thi công những công trình, thi công những villa biệt thự, muốn nghe những cái thảm xanh tuyệt vời như thế này mà trong ngay thời điểm cỏ đang rất là hút như thế này để có được những lô này rồi rất tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Thì hôm nay Hoa Kiển Hùng Thi quay cho quý anh chị xem để xem mà cỏ và mình rinh ngay ngay cái giờ vàng để hốt cỏ Nhung Nhật về nghe quý anh chị. Nhấc máy alo Hùng Thi qua số hotline quen thuộc 0918708965 luôn nha. Và đừng lo quý anh chị còn những cái lô cỏ như thế này đó, còn kết hợp những cái gam màu nào hoặc cái những cái cây bông hoa rực rỡ ra sắc màu nào thì cứ nhấc máy, bên em sẽ gửi cho quý anh chị về danh sách các cây rực rỡ đa sắc màu, và bên em cũng nhận cung cấp những cái giá thể ví dụ như là bao tro, trấu, phân rơm, sơ dừa đó, rất là nhiều luôn nha quý anh chị ơi. Đó, bên này lô này và còn lô bên đó nữa nha quý anh chị, rất là đẹp luôn nè. Đó, quý anh chị nhấc máy rinh ngay đi. Thì quý anh chị ơi, thì chúng ta phải đến làng hoa Sa Đéc, có thể đến khu du lịch miệt vườn Hepland Hồng Thy đồng hệ thống với Hoa Kiển Hồng Thy để có thể trải nghiệm những trò chơi nhân gian, đắm mình vào những cái cảnh check in tuyệt vời và những cái món ăn miệt vườn tại làng hoa Sa Đéc nói chung và tại khu du lịch miệt vườn Hepland Hồng Thy. Khu du lịch miệt vườn Hepland Hồng Thy có địa chỉ tại số 113C đường làng hoa khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, với số hotline quen thuộc 0918708965. Chúng ta sẽ được trải nghiệm rất là nhiều thứ tại khu lập miệt vườn Hepland Hồng Thy. Và quý anh chị muốn trang trí sân vườn villa, trang trí những cây nội thất thì kế bên vườn Hồng Thy bên em có 100 loại mặt hàng cây phong thủy có thể kể đến, ví dụ như là phú quý, vạn lộc, lộc son, ngọc ngân, ngọc bích, đô la, giữ tiền, đuôi công, trầu bà năm Mỹ, thanh xuân, dương sĩ, vân vân, những mặt hàng phong thủy rất là tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Cứ alo Hồng Thi qua số hotline 0918708965 luôn nha. Đó. Và đến đây em xin được phép tạm dừng buổi livestream ngày hôm nay. Kính chúc quý anh chị có một buổi chiều thật là mạnh khỏe và thành công và hạnh phúc. Và nhớ bên em là tổng đại lý nhận cung cấp cỏ Nhung Nhật, cỏ lá gừng tai, cỏ lá gừng thái, cỏ xuyến chi, cỏ đậu phộng, và quý anh chị cần alo Hồng Thi qua số hotline 0918708965 nha. Và đến đây Hoa Kiển khu du lịch miệt vườn Hepland Hồng Thi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trên những buổi livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bà con luôn nha, bye bye.